bắt cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến. Cựu bí thư tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến bị khởi tố bắt tạm giam với cáo buộc nhận hối lộ. Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an ngày 24 tháng 1 xác nhận với Vietnamnet, việc bắt giữ ông Chiến diễn ra khi cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. Trước đó vào ngày 19 tháng 1, cùng tội danh nhận hối lộ, C03 Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh và Nguyễn Hạnh Trung, nguyên Giám đốc Sở Y tế. Ông Nguyễn Văn Nhường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, bị bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Vụ án khởi tố vào tháng 9 năm 2023. Đến nay, ngoài những bị can nêu trên, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 8 người khác, gồm ông Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, Nguyễn Viết Toàn và Nguyễn Đăng Linh đều là cựu nhân viên của Công ty AIC, cùng các ông Trần Văn Tuyên, cựu Giám đốc, Nguyễn Đăng An, cựu trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Nguyễn Kim Huân, cựu phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, đều của Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Đặng Xuân Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC và Lue. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước.